Báo cáo từ hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy trong tháng 2, tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 22.802 chiếc các loại, giảm 26% so với tháng trước. Trong đó, 17.541 xe du lịch đã được bán ra, giảm 31% so với tháng trước, 4.782 xe thương mại giảm 7,6% và 479 chiếc xe chuyên dụng được tiêu thụ tăng 67% so với tháng trước. Doanh số nhóm xe sản xuất lắp ráp trong nước giảm 18%, xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm 36%. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm nay, lượng xe bán ra đều giảm mạnh. Trước đó trong tháng 1, doanh số bán toàn thị trường đạt 30.742 chiếc, giảm 34% so với tháng 12 năm 2021. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast trong tháng 2 vừa qua đạt doanh số là 1.154 xe bán ra, giảm khá mạnh so với 2.103 chiếc bán ra vào hồi tháng 1. Tập đoàn Thành Công cũng vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 2 với doanh số là 4.173 chiếc, giảm 43,2% so với tháng trước và tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2021.